Xin chào mọi người, mình là Cầu Tuyết đây. Hôm nay mình sẽ biểu diễn về tiết mục mới của mình và mình mong mọi người thích nó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. La la la, boku no kusujin wa uta utai. Hukurashike no kao shite kesu wo aketa. Rất là nhiều và mình hy vọng các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Tạm biệt, bye. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, mình là Gấu Tuyết, mình hy vọng các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Còn bây giờ tạm biệt. Trời ơi, cuối cùng cũng đã quay xong video rồi. Làm YouTuber thật khổ thật chứ. Phải thay đồ thôi. À, quên mất, xin chào mọi người, mình là Mèo Simi, mình là một YouTuber khá là nổi tiếng. Dù trên mạng tôi là một người rất là xinh đẹp và rất là tuyệt vời, nhưng lúc tắt video đi, tôi là một người khác hoàn toàn. Có sao đâu, vì vẫn là tôi mà. À mà khoan, hình như hôm nay mình phải đi học mà. Chết rồi. Bây giờ mình phải chuẩn bị cặp sách, chuẩn bị đồ ăn. À đúng rồi. Ây da, đi thôi. À, mà nếu bạn thắc mắc tại sao tôi phải làm như vậy thì nói chung đơn giản là tôi không muốn ai biết tôi làm YouTuber cả. Không có ý gì, nhưng thật sự tôi rất là ngại khi để ai đó biết tôi làm YouTuber. Họ sẽ chọc mình mất. Ngại chết đi được. Ở ngoài đời thì mình như thế này, nhưng lúc quay video mình lại trở thành một con người khác. Nếu mọi người biết được sự thật chắc mọi người sẽ ghét mình hết mất. Nhưng mà có sao đâu, thì cô ấy vẫn là mình chứ bộ. Được rồi, hôm nay là một ngày rất là trong lành, chắc chắn sẽ nhận được sự may mắn. Đi học thôi. Chào, cố lên nào. Hoặc là gặp một điều xui xẻo. Đi học thôi. Trời đất ơi, vừa vào kịp luôn. Phèo, hên quá à. Ủa, gì đây, nhật ký. Ủa, mình có đếm này sao? Đừng lại. Trời. Đâu mà giỏi mà vàng mà hoàng bãi đá. Trời ơi, sao đi trễ dữ vậy? Có câu nói mà không xong nữa. Đi trễ à? Đâu, mình vừa vào kịp giờ mà, đâu có trễ đâu, nó vừa rao chua luôn á. Mình đâu có trễ cái gì, cái gì? Kịp giờ là cái gì? Kịp giờ là phải ngồi trong lớp trước khi chuông reo, còn chuông reo rồi mới bước tới cổng trường là trễ giờ. Mình xin lỗi mấy bạn nha. Có gì lần sau mình sẽ đi sớm hơn. À thôi, mấy bạn có thể cho mình đi lên lớp được không? Chứ bây giờ không là mình trễ giờ mất. Xin lỗi hả? Nghĩ một lời xin lỗi là xong à? Bây giờ là phải có cái gì đấy ra đây mới được nha. Mới được qua đây nghe chưa? Nhưng mà giờ mình đâu có gì đâu, mình chỉ đang không có cái gì hết là kỳ vô cái đầu nè. Gì đây? Nhật ký. Mình đang hiểu lầm gì đó thì phải. Cái gì của bạn nè, vô tay tôi là của tôi đúng không mọi người? Cái gì nằm trong tay mình là của mình. Nè, trả cho mình đi mà. Ây da, lỡ tay quăng vô rồi. Ây da, rớt vô trong rồi. Thôi. Siro bất cẩn quá à. Trời ơi, tôi bất cẩn quá. Trời ơi. Nhật ký của bạn bị rớt vô trong bùn rồi, phải làm sao đây? Hu. Thôi, cái này để mình lấy cũng được, không sao đâu. Trời ơi, lỡ té người ta rồi kìa. Ai tới nâng lỡ vậy trời kìa. Ơi, tại hai bạn làm như vậy thì làm sao mà bạn đi ủa gì hả? Bậy rồi. Cái gì tại tôi? Bạn này tự nhiên cái lưng của bạn
bạn đụng vô tay rồi tôi tự té đâu thừa ai trời. Đúng rồi. Đúng ha. Đúng rồi. Mấy lưng của bạn kỳ lắm. Mấy bạn kia. Mấy bạn đang làm gì vậy? Sao bạn lại đang bắt nạt Simi vậy? Cái ai ạ? Cái bắt nạt, bắt nạt cái gì? Không có nè. Tôi nói trước nha là bạn này đụng vào tụi tôi xong rồi bạn này té vô đây chứ tôi có làm gì đâu đúng không mấy bạn? Đúng không? À, khoan mọi người ơi. Anh hùng cứu mỹ nhân đồ đó. Ôi, vậy cái gì anh hùng cứu mỹ nhân đồ á. Chính mắt tôi đã thấy mấy bạn á, xô Simi vô đây nè. Mấy bạn mau dừng tay đi, nếu không á là tôi mát giáo viên bây giờ. Trời, mát giáo viên rồi, mát giáo viên kìa. Chứng cứ, có chứng cứ, có chứng cứ rồi mát. Ờ, trời ơi, trời ơi. Mấy người không tin đúng không? Được rồi, nếu mấy người không tin thì cô ơi, ở đây có mấy cái này. Chạy, 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 bộ đồ của mình. Nè Simi, cậu không sao chứ? Cảm ơn ông nhiều nha Kairon. Trời ơi, suốt ngày cứ đi học một mình à. Tôi nói á, là để đi chung với tôi đi, để có gì á, mà gặp cái tội bắt nạt này á, tôi còn bảo vệ cho. Bà cứ đi một mình là bị tôi bắt nạt à. Mà sao bà không nói với giáo viên, trời ơi. Tôi xin lỗi cho tôi đi học muộn thôi. Thôi cái gì lần sau tôi rủ ông đi học nha. Xin lỗi nhiều. Thiệt luôn á, lần sau á, trước khi đi học á, nhớ nhắn tôi một câu, tôi qua tôi hộ tống luôn nha. Còn bây giờ, trời ơi nhìn người bà kỹ ghê. Thôi được rồi, đứng đó, để tôi lau cho. Cảm ơn ông nhiều nha. À, nếu các bạn thắc mắc anh chàng tóc trắng này là ai á, thì xin giới thiệu mọi người. Đây là bạn thân của tôi, Kairon Đại Ca. Cậu ta là một người cực kỳ có tiếng trong trường này luôn. Vì vừa học giỏi nè, mà còn là đại ca của trường này nữa chứ. Ngầu chết đi được. Mình cảm giác thật là may mắn khi làm bạn với cậu ấy chứ. Cảm ơn ông nhiều nha bạn thân. Nhưng mà tại sao cậu ấy lúc nào cũng tốt với mình chứ? Đó, lâu rồi. Rồi, xong rồi nè. Đó, được rồi đó. Nè, bà ơi. Hả? À, tôi nè, tôi nè. À, tôi nghe nè, sao sao vậy? Tự nhiên bà làm gì mà bà ngớ người ra dữ vậy trời. Vô lớp nè, trễ học bây giờ. À, ok ok, vô lớp rồi, xin lỗi nha. Trời ơi, phiền không quá à. Ok ok ok. Tự nhiên hôm nay cậu ấy giúp tôi thì tôi mới nhớ ra một chuyện. Tính ra tôi với Kairon cũng làm bạn thân 4 năm rồi á. Lâu phết chứ đùa. Một con nhỏ 4 mắt hay bị bắt nạt làm bạn thân với chùm trường học giỏi. Hả? Sao cậu ấy có thể làm bạn với một con nhỏ như mình được chứ? Chả xứng làm bạn thân tẹo nào. Cơ mà nhìn kỹ, cậu ấy cũng đẹp trai chứ bộ. Tính ra cũng có nhiều bạn nữ tỏ tình phết. Mà sao tới bây giờ vẫn chưa thích ai ta? Hay là cậu ấy... Nè, mình đã nghĩ cái gì vậy chứ bộ? Tào lao quá à. Nghĩ sao một người ngầu như cậu ấy lại thích mình được chứ? Ủa mà tại sao mình lại suy nghĩ về tay chứ? Mình đang suy nghĩ gì vậy? Không thể nào mẹ ơi xem đi. Dạ thưa từ cô. Từ nãy đến giờ em làm gì mà không nghe cô giảng bài rồi còn lắc qua lắc lại như vậy hả? Dạ em chỉ đang suy nghĩ thôi. Dạ, em xin lỗi cô nhiều ạ. Em sẽ tập trung hơn ạ. Tập trung vào nghe bài đi, cô giảng tiếp nè. Dạ. Cô thấy sao vậy ta? Wow, cuối cùng cũng tới giờ ăn rồi. Ăn nom nom nom. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ba 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 ba. La la. Trời. Ôi vậy? Bà kêu tôi gì vậy? Trời ơi, tôi kêu ông nãy trừ đúng không? Ông nghe gì trừ á. Nè, đồ ăn nè, sao ông ăn? Ủa, ông đang nghe nhạc hả? Nghe gì vậy? Cho tôi nghe với. Không có gì đâu. Chỉ là tôi nghe một số bài nhạc của mình yêu thích thôi mà. Ủa, cái gì mà bà toàn ăn sushi với cả là bánh gì không vậy? Trời ơi. Mấy cái này ngon chứ bộ. Bánh kẹo ngọt sushi ngon chứ ăn bộ. Ăn cái này không có tốt đâu. Trời ơi, bây giờ á, bà mặt bà thì mụn quá trời luôn á. Để tôi mua cái gì đó nó healthy hơn cho bà ăn nha. Thôi bà ngồi đây xíu nha. Cái gì mà yêu đời dữ vậy? Chẳng lẽ có một bài nhạc nào khiến Kairon yêu đời vậy sao? Ok. Có gì cho tôi nghe thử nha. Khoan, đây là bài hát mình vừa hát sáng nay mà. Chẳng lẽ cô ấy hâm mộ mình hả? Cái gì trời? Không thể nào. Cô ấy mạnh mẽ như vậy mà tại sao cô ấy lại
mình được chứ. À không, tích cụ tích nhạc của mình được chứ. Không thể nào. Huệ. Ê, còn lại đi anh. Caron, ông cũng nghe nhạc của cô gái gấu tuyết hả? Thì tôi cũng nghe nhạc của cô gái gấu tuyết. Thì có gì đâu. Cái này là ai cũng nghe mà, có phải một mình tôi nghe đâu. Cậu cũng thích YouTuber đó sao? Hả? Đúng rồi. Thực ra đây chính là một nữ YouTuber mà tôi thích á. Nhưng mà tôi không dám chia sẻ điều này với ai hết trơn á đó. Tại tôi tưởng là mọi người sẽ nghĩ là tôi lại đi thích mấy cái xàm xí như thế này. Làm gì có. Tôi cũng thích mà. Tôi cũng thích cô gái gấu tuyết lắm. Cô ấy hát vừa hay nè, dễ thương nè, và còn nhảy đẹp nữa chứ. Đúng không? Cậu cũng biết cô gái gấu tuyết hả? Tao biết chứ. Tao cũng có coi cô ấy trên YouTube mà. Cô ấy nổi tiếng quá trời luôn. Vậy thì được rồi. Trời ơi, vậy là có người chung sở thích rồi. Vui quá rồi. Trời ơi, mà biết không, tôi đâu có dám chia sẻ điều này với ai đâu. Tại vì tôi sợ là người ta sẽ nói rằng là không ngờ là cây con nó thích cái bà này luôn á. Yên tâm, tôi cũng thích mà. Nói chung là cậu với tôi đều thích cô ấy, đúng không? Làm gì phải ngại. Trời ơi, thôi được rồi, cậu ngồi đi. Hồi nãy tôi mới đi mua cà rốt cho cậu nè. Cậu nhiều nha. Ê, có gì tôi về lớp nha. Nè, bà đừng nói là cho ai biết rồi chưa? Nghe chưa? Đương nhiên là bí mật giữa hai tụi mình mà, làm sao tôi nói được. Yên tâm. Năm. Thôi vậy cho tôi xin cái dĩa kem này luôn nha. Rồi, cảm ơn nha, bye bye. Hồi nãy bảo không thích ăn đồ ngọt gì lại thích ăn. Trời ơi, không ngờ cây đâu lại thích mình chứ. Ta-ta-ra. What? Tính ra người cô ấy thích là mình trên YouTube chứ đâu phải mình của hiện tại đâu. Cái gì vậy trời, mình đã ghét sự thật của cậu ấy rồi. Sao mình cảm giác mình đang lừa cô ấy vậy ta? Khó xử quá. Bây giờ mình phải làm sao bây giờ? Video của mình như này thôi. Còn bây giờ tạm biệt mọi người. Bye bye. Các bạn đừng quên nhấn subscribe cho kênh mình nha. Trời ơi, cuối cùng quay video xong rồi. Trời ơi, mỗi lần thật chứ. Đúng là qua video mệt ghê á. Ô quên, hình như mình còn chưa mua đồ ăn nữa. Bụng mình đói meo luôn á. Thôi, phải đi mua đồ ăn vậy. Nãy chưa ăn gì hết trơn á. Tim ơi, sao cậu không mệt? Cái gì đây? Cậu là cô gái gấu tuyết hả? Được rồi, thôi lúc phải diễn rồi. Xin chào cậu Caron. Tôi là cô gái gấu tuyết. Tôi là họ hàng. Sao cậu lại ở nhà của Simmy vậy hả? Thực ra mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Chỉ là tôi chính là họ hàng xa của Simmy. Tôi chỉ tới đây chơi với cậu ấy thôi. Và tôi cũng còn cô gái gấu tuyết. Cậu có biết rằng là thực ra tôi chính là một tấm mộ của cậu không? Tôi là tấm mộ của cậu nè. Trời ơi, cậu còn là họ hàng với lại Simmy nữa. Trời ơi, vậy mà Simmy không bao giờ kể cho tôi nghe. Trời ơi. Cậu cảm ơn cậu nhiều nha Caron. Thoát chết thật chứ. Trời ơi, con chúa ơi. Trời ơi, cô gái gấu tuyết ơi. Bây giờ còn ăn bánh không? Trời, cái bánh này tôi làm cho Simmy ăn. Lộn, cái bánh này tôi vừa mới làm để mang qua đây chuẩn bị đưa cho cậu nè. Tôi biết cậu ở đây đó. Vậy sao? Cảm ơn cậu nhiều nha. Nếu vậy thì cậu có muốn đi dạo cùng tôi không Caron? Với lại Simmy cũng có kể với tôi về cậu nhiều lắm, bởi vì cậu hay giúp đỡ Simmy á. Trời ơi, cậu biết tôi luôn hả? Trời ơi, được idol biết tới mà bây giờ còn được đi dạo nữa. Trời, có phải là mình đang nằm mơ không vậy ta? Thôi, hay là bây giờ tụi mình cùng đi dạo nha, được không Caron? Không, cậu đợi tôi xíu. Được rồi, chúng ta cùng nhau đi dạo thôi nào. Đi thôi Caron. Rất vui được làm quen cậu nha. Trời ơi, suýt nữa là bị lộ thân phận mất. Thôi, cố lên vậy.
mà thế là tôi và Cairo phải đi chơi vòng vòng công việc mấy chục vòng luôn. Và hai đứa cứ nhìn nhau rồi nói ngập ngừng. Biết nói gì bây giờ, bởi vì cô gái xinh đẹp trên YouTube kia cũng chính là tôi mà. Nên tôi đâu có biết nói gì đâu. Trời ơi, cảm giác khó xử thật chứ. Thôi, cố gắng vậy. Mình chỉ mong cô ấy sẽ không phát hiện ra mình là ai thôi. Làm ơn. Trời ơi, sáng giờ đi nhiều thật chứ. Đúng không Cairon? Đúng rồi. Ủa mà cậu có đói không? Hay là bây giờ để tớ đi mua đồ ăn cho cậu nha. Hả? Đi mua đồ ăn hả? Trời, vậy phiền cậu chết. Thôi lát nữa tớ về ăn cũng là không sao đâu. Thôi, không sao. Tớ đi được mà. Thôi đi, tớ đi nha. Trời đất ơi. Tự nhiên mình phải đi chơi với cậu ấy là sao giờ? Nhưng mà nếu mà mình không nói gì chắc chắn mình sẽ bị lộ thân phận mất. Nên thôi tạm thời như vậy. Thôi cố gắng đi chơi hết một ngày này, xong ngày mai mọi thứ sẽ trở nên bình thường. Ok. Sao Cairon đi lâu dữ rồi ta? Thôi chờ. Anh à, kia trời ơi, gương mặt xinh đẹp đáng yêu của ta. Đâu phải ta? Nhỏ này không? Phải nhỏ đúng không chị? Nó chính là nó là YouTuber nổi tiếng trên YouTube đó. Thôi bạn nha, bạn phải YouTuber nổi tiếng trên mạng xã hội không? Đúng rồi, mình có làm YouTube á. Ủa có chuyện gì vậy hai bạn? Hả? Bạn đã cho mình chụp xin một tấm hình được không? Xin một tấm hình đi nhanh 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 nhanh. Rồi, đây, chờ mình xíu nha. Trời ơi, ảnh đang ngoác bạn ơi. Ui, tấm này nhìn quen quá ta, xinh thật sự. Xinh quá trời luôn á. Trời ơi, xinh thật sự luôn, ở đâu ra vậy nè? Mẹ ơi, gì vậy? Ủa, anh này là anh idol hả? Đúng rồi đó. Đây, nói cho bạn dân thiên ngà nghe, YouTuber nổi tiếng, nhìn xinh vậy thôi. Chứ trời ơi, mặt mộc đây nè, trời ơi, xấu quá. Trời ơi, mày đang làm YouTuber. Đúng rồi, ngoài đó nè, tàn nhang này, đeo cái kính cận dày cộp. Thế mà ở đây cái gì đây, nè, đã mọt sách rồi á thì đừng có bài đặt làm YouTuber. Lừa dối khán giả hả, mọi người ơi, ra đây mà xem. Mấy người kia, mấy người làm gì vậy? Mấy người đang làm gì ồn ào ở đây vậy? Cairon. Tụi tôi đang gọi là thay trời hành đạo, đem sự thật phơi bày với công chúng để các bạn YouTuber chút bếp vậy nè, không có lừa dối khán giả nữa. Đúng rồi, anh chị mất hình đây nè, anh bạn nhìn đây nè, đó thấy không? Người thật, việc thật đây nè. Nè, cái gì? Cái tấm hình này đây hả? Đúng không? Thôi, tôi nói bạn nè. Cái tấm hình này luôn nè. Tôi nói cho mấy người nghe nha. Bây giờ mấy người mau đi ra chỗ khác đi. Bộ mấy người nghĩ sỉ nhục người khác vậy là vui lắm mà. Rồi. Có gì đâu, tụi tôi chỉ muốn khơi bày sự thật thôi. Thế là sỉ nhục giờ... cái này tụi tôi nói sự thật. Bây giờ tôi sẽ đếm tới 3. 1 2 đúng không? Ok đó. Dạ, alo, 113 hả anh? Dạ, ở đây đang có 3 người phá hoại đây. Trời, sao lại đi gọi cảnh sát vậy? Đi ra chỗ khác chơi đi. Xin lỗi cậu nhiều nha. Trời ơi, để cậu đứng ở đây có chút xíu thôi. Tôi đi mua đồ á mà. Trời, ai ngờ Antifan tới làm phiền cậu quá trời luôn á. Cậu có sao không vậy? Tớ không có sao. Chỉ là Cairon à, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Chuyện gì? Ê, nhưng mà tôi thắc mắc nha. Hồi nãy á, cái bức hình mà cái đám trẻ trâu đó nó tới đây nó dán nè. Công nhận là cái bức hình đó nhìn giống như người bạn thân của tôi y chang luôn á. Mà không hiểu sao tụi nó lấy cái hình đó ra, tụi nó đó là bảo là cô được luôn á. Vậy nói sao ta? Cairon à, tôi nói chuyện này cậu đừng có giận tôi nha. Được, cậu cứ nói đi, có gì đâu mà phải giận. Hình ảnh mà hồi nãy cậu thấy đó chính là tôi á. Cairon à. Trời ơi, cô nói giỡn hả? Làm gì có được cái vụ đó. Nè, hay là bây giờ cô đang tính cho anh tôi đúng không? Không, tôi nói thật với Cairon, tôi chính là bạn thân của ông á. Được rồi, nếu cậu không tin thì tôi sẽ cho cậu thấy.
Cậu nhìn đi, Cairon, đã có thể bạn thân của cậu không hả? Là bà sao Xíu Mi? Là bà thì đúng hả? Tôi biết mà. Thôi, đó, bây giờ ông tin chưa? Tôi là bạn thân của ông nè. Cái đó, vừa tỉnh. Tôi biết là tôi đã lừa dối ông và tôi đã làm ông sốc. Nhưng mà thực sự thì tôi rất là cảm ơn ông bởi vì đã bên cạnh tôi và luôn bảo vệ tôi. Nên tôi nghĩ chắc đây sẽ là lần đi chơi cuối cùng giữa tôi với ông quá. Tôi xin lỗi ông nha. Bà làm tôi sốc thiệt luôn á. Tôi xin lỗi. Nhưng mà thôi, tôi đâu có giận gì bà đâu trời bà nội. Tại sao lại không giận chứ? Tưởng ra ông kể với tôi là ông thích cô gái trên YouTube này mà. Nhưng mà cô gái này lại là tôi. Nên xin lỗi là lừa dối ông nha. Tôi không phải là cô gái đó. Không có gì đâu mà phải xin lỗi. Tính ra là bà làm tôi cũng hơi sốc thiệt. Nhưng mà bà cũng đâu có lừa dối gì tôi đâu. Nên là làm sao tôi giận bà được. Với cả thật ra là tôi chỉ thích cái nhân vật này thôi. Chứ còn cái người mà tôi thích và tôi quan tâm thật sự luôn á, người mà ở trong lòng của tôi bấy lâu nay á, là cô gái bốn mắt một sách Simi cơ. Cậu nói cái gì? Không có gì. Cậu tốt nhất là cậu cứ nên làm là Simi bốn mắt đi ha. Tôi cái đó tôi quen, tôi thấy quen thuộc hơn á. Còn bây giờ thì tôi đi đây. Cậu đi đây, tạm biệt.